Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Chi Ba có tổ chức một buổi giao lưu gặp mặt anh em nhân cái dịp tháng 7, tháng 8 này. Thì hôm nay là Trung Bonsai cũng vinh dự được tham dự một cái buổi giao lưu tại vườn cây của anh Thúy đây. Thì hôm nay là cũng chia sẻ một số cái hình ảnh cũng rất quen thuộc. Đây, Thúy Béo thì đang ở trong kia. Có mặt anh Tân Phạm cũng cùng Trung Bonsai đi giao lưu. Thì hôm nay là cũng là rất là duyên là cũng đến vườn anh Thúy đây. Thì không biết là sau cái cuộc chơi thì có cuộc bắt tay nào không. Trung Bonsai thì cũng đang chia sẻ những hình ảnh này. Các quan chức, các bác, các anh đang ngồi trong kia. Hiện tại bây giờ đang là 6 giờ tối rồi, như anh em đang đến rất là đông. Đấy, các anh đang ngồi bên trong đi nhé. À, cái cúp này, cái này mà cắt ra thì lá rất là đẹp, trẻ lắm kìa. À, chào anh Tí nhá. Này anh đi xe đạp điện này, anh đi xe đạp điện bỏ vào kia, mất điện anh ơi. Đi bỏ hẳn vào trong kia. Thôi bỏ trong kia. À, cây cối thì các anh đang bàn luận ở bên trong kia. À, giá trị của những tác phẩm của anh Thúy đây thì nó có to có nhỏ, nó có rẻ có đắt. À, một số cái cây mà anh cũng có báo giá rồi, trước đó thì anh em cũng đều tham khảo qua kênh của Trung Bonsai. À, đắt rẻ hay không là do người chơi quyết định hết anh em nhé. À, có những cây mà báo lên cũng khá là nhiều tiền, nhưng mà chưa hẳn là đã bán được giá trị như thế. Nên anh em hết sức thông cảm. Thực ra là với những anh em truyền thông chúng tôi thì mục đích là muốn tham khảo giá cũng như là chia sẻ những cái tác phẩm này lên cho anh em có thể là cảm nhận được cũng như là đánh giá một cái khách quan. Anh em có thể là alo trực tiếp cho anh Thúy cũng như alo cho những chủ nhà vườn mà chúng tôi cũng đã đăng tải lên. À, hôm nay thì 6 giờ hơn rồi nhá, bây giờ 6 giờ rưỡi rồi. Anh Thúy ơi, hôm nay có vụ gì mà đông thế, anh cũng chia sẻ cho bà con đấy nhỉ? Hôm nay là nhân dịp cái cuộc đi chơi ở Hàng Hóa này. À đây là... quên, đi chơi ở Triệu Sơn. Triệu Sơn, đấy. Anh em hôm nay mới tổ chức được về ăn bữa cơm liên hoan. Mà nghe nói là 2 tháng rồi mà anh. 2 tháng rồi nhưng mà đợt này nó phải mát. Đắng quá thôi, nay anh em quên. Đắng quá, tổ chức cảm ơn. Nhà tôi. Đã có khi nào giao lưu chưa anh? Chưa. Anh xem có cái nào rẻ rẻ giao lưu cho Trung Bonsai kênh nhỉ? Đấy có ông em nhưng mà chức rất là to, xóm cũng đã có mặt rồi. Cái này hôm trước có anh em hỏi biết anh báo bao nhiêu nhỉ? Tính là bảo 12 triệu. À. Thì nói 12 triệu cái này. Nhỏ nhưng mà anh bảo là hơn 20 này, 22 triệu. Cái kia 12 triệu. Thôi thì Trung Bonsai cũng cứ ghi hình lên đây. Cũng rất mong anh em nào mà cảm nhận được. Cái này thì anh đang nói tiền trăm. Xanh quê nhá anh em nhé. Cứ nói thế để anh em biết. Xanh quê, anh em nói tiền trăm. Mai. Bây giờ ngày qua là ở quán làm này, theo thằng nó bảo cũng mua cái mưa to này, cái chợ này thì nó có tiền mà. Nhìn giờ tao cũng không quay quay cái gì điện thắp mờ đâu, không sáng. Để hôm nay xem rượu vào là có giao lưu tác phẩm nào không. Thực ra là có những tác phẩm mà anh em tôi đưa lên vừa rồi Trung Bonsai cũng ít đăng tải những hình ảnh của các nhà vườn do là cũng bận một chút công việc. Thứ hai là sắp tới đây nhiều dự án đấy, anh em chờ xem nhé. Đấy, anh em cũng cố gắng thông cảm cho anh em phóng sự tại vì kỳ vừa rồi nắng rất là to mà có đi có chia sẻ thì cũng không trọn vẹn được nên anh em cũng chờ xem. Si thì cũng đang sốt lên hàng ngày. Một tác phẩm si rất nhỏ mà vừa rồi Trung Bonsai cũng giao lưu cho một ông anh ở bên Đức. Đấy, cũng đang ở nhà kia, mặc dù là anh em mới có giao lưu qua điện thoại thôi nhưng mà khi thế cũng rất là khi ok rồi. Bây giờ anh